Hường vào lúc chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường vào lúc chiều. Tôi hay nhủ bạn bè, nếu có tới Tây Nguyên, bất kỳ một nơi nào đó của xứ Tây Nguyên mênh mông, thì nhớ chọn mùa khô. Nếu muốn mang về miền đồng bằng dịu êm của mình một chút gì đó thật sự khác biệt. Và nếu muốn cảm nhận Tây Nguyên chất nhất, không đâu bằng Đắk Lắk. Có thể nhiều người sẽ phản đối, nhưng với riêng tôi, sau khi đã đi từ cực Nam tới cực Bắc, cực Đông sang cực Tây, qua nhiều cao nguyên hợp thành vùng đất lạ lùng này, tôi tự cho mình cái quyền nhận xét như vậy. Ít vị khách nào đến Đắk Lắk, thủ phủ được định vị một cách không chính thức của vùng cả thế kỷ nay, mà không muốn tới Buôn Đôn, nếu không thì cũng được chủ nhà đưa tới Buôn Đôn. Những vị chủ nhà hiếu khách khốn khổ đi Buôn Đôn với tiếng thở dài não nuột. Có người thậm chí sỗ sàng bảo thẳng khách, có gì ở đó đâu. Rồi sau đó, bầu đoàn vẫn lốc nhốc lên đường, vượt qua chặng đường hơn 50 km tính từ thành phố Buôn Ma Thuột. Con đường uốn lượn qua những làng xóm khá sầm uất, những nếp nhà sàn của người Ê Đê nép dưới rặng me cổ thụ. Vụt qua một cây cơ nia khổng lồ đơn độc. Loại cây mắc bệnh tự kỷ này không có nhu cầu gần gũi đồng loại. Đến cành lá cũng không tỏa ra mà khép chặt vào thân. Nhất là trong dáng chiều đỏ rực, chúng vươn thẳng lên trời, tạo ra một hình ảnh vừa kiêu hãnh, ngạo nghễ, vừa nhuốm vẻ u sầu cô liêu. Và vào đến Buôn Đôn lừng danh, thực ra giờ gọi là Buôn Chí A. Buôn Đôn thành tên của cả một huyện. Chủ nhà thông thạo dẫn khách đi một vòng, từ đầu tới cuối buôn. Nhiều nhất là những cửa hàng bán quần áo, khăn khố thổ cẩm dệt hoa văn. Nhưng hoa văn của người Chăm ở đồng bằng Nam Trung Bộ là phần nhiều. Sợi dệt màu nhuộm cũng chẳng còn chút gì là thủ công truyền thống. Ở Buôn Chí, phần đông phụ nữ mặc những chiếc váy Lào, bởi ở đây nhiều người gốc gác Lào. Người nổi tiếng nhất buôn, chủ nhân ngôi nhà sàn bề thế nhất, có bộ sưu tập sừng thú, cung nỏ, đồ nghề săn voi từng được mượn đi trưng bày ở nhiều nơi, chất đầy trên tầng gác mà chỉ người thân thiết lắm mới được đặt chân vào, mang cái tên Khăm Phết Lào. Khách du lịch không mấy người biết tới căn phòng đặc biệt của dòng họ bao đời là chủ làng này. Thành ra từ đầu buôn tới cuối buôn, chỉ thấy thuốc ngâm rượu hiệu Amakong. Buôn Đôn giờ có vẻ nổi tiếng nhờ Amakong. Cụ già mới qua đời cách đây không lâu, lấy vợ sinh con khi tuổi đâu chừng 80, chứ không phải bằng vào quá khứ huy hoàng và những cánh rừng thác nước hùng vĩ tới choáng ngợp. Lịch trình của du khách tới Buôn Đôn mà từ giờ ta nên gọi chính xác là Buôn Chí A, là ghé vào cạnh nhà ban quản lý khu du lịch, ngắm nghía mấy chú voi không mấy khi nguôi vẻ thờ ơ bị xích dưới gốc me hoặc cột nhà sàn. Tiếp đó là mua vé, dập dềnh bước lên cầu treo Bắc Chẳng Chịt trong dạng si khổng lồ nổi trên mặt sông Serepok, mà ngay đâu tất cả bắt nguồn từ một gốc. Người tỏ vẻ lãng mạn thì tìm đoạn bờ cát, nhúng chân xuống nước, lơ đãng ngắm qua bên kia sông, mặc những bông hoa sao quay tròn trong gió, đang tìm đường hạ xuống mặt sông cuộn bọt sóng vì phải lao qua nhiều gành đá. Bên đó là rừng quốc gia Gióc Đôn, nơi mấy chú voi tánh linh hung hãn một thời được mang tới thả. Lãng mạn nữa là trong tiếng nước rì rào chảy dưới chân,
bữa trưa được bày ra dưới tán si. Nhà hàng phục vụ món ăn quen thuộc bao nhiêu năm vẫn bán ở đây là cơm lam, gà nướng chấm muối ớt xanh, canh chua cá lăng. Và kết thúc hành trình là tìm mua vài thang thuốc Amacong với niềm tin sự mạnh mẽ sẽ quay trở lại với các quý ông. Thế là Buôn Đôn, và nắng chói chang đợi khách trên đường về. Nhưng nếu Buôn Đôn chỉ thế, thì có gì để quay lại Buôn Đôn lần thứ hai, lần thứ ba và bao nhiêu lần nữa không thể đếm được. Để trở thành nỗi thao thiết lẩn vào một góc kín đáo trong ký ức, một ngày bất chợt bùng lên thôi thúc. Nếu bạn chỉ đến Buôn Đôn để xem voi, ăn gà nướng và mua thuốc Amacong, thì Buôn Đôn sẽ cho bạn đúng ngần ấy thứ. Nếu bạn muốn Buôn Đôn ngấm Tây Nguyên vào tâm hồn bạn, Buôn Đôn sẽ cho bạn không chỉ đủ khi ở đó mà ám ảnh nhiều thời gian sau nữa. Một chảng cỏ không thấy điểm kết, chuyển động ao ạt như sóng. Một bóng cổ thụ cô độc dưới mặt trời đỏ sực. Một cánh rừng khộp khô khốc trơ trụi. Những cây cẩm liên đỏ sẫm ào ạt chút lá. Nắng bỏng rát, mặt đất ngùn ngụt hơi nóng. Gió gào thét không ngừng. Mùa khô Tây Nguyên bày ra đủ mọi khía cạnh khắc nghiệt nhất của nó ở vùng đất này. Ngay nơi mặt đất bỏng cháy, những lùm tre cỏ cao ngang tầm người, kiên nhẫn xanh, xòe ra những túm lá mảnh mai. Người phụ nữ thả ngược trần, tắm táp ven sông, mặc trên kia là đông đúc khách lạ. Loại cá đắng chỉ ngon nhất khi nấu với cá khô. Dân làng sẵn sàng xiên một con gà, không nướng trực tiếp mà cắm xa xa bếp than hồng chọn buổi sáng, để có món gà nướng, tưởng không đâu có thể làm ngon hơn nữa. Một nắm lá é cắt khô trên giàn bếp để giã món muối chứ danh. Mùa khô, lá é tàn hết cả. Chỉ có cách đó mới giữ được cho món ăn nguyên vị. Mấy gốc xoài khổng lồ, này để cột voi ấy, cũng kể câu chuyện của nó. Nếu bạn muốn nghe rằng nó đích thực là cây xoài rừng, tỏa một mùi thơm mê dại, chứ không phải thứ mùi nhẹ nhẹ, dịu dịu, ngon một vị đậm đà, chứ không ngọt ngào dễ dãi như giống xoài nhà. Và đây mới là thực sự lãng mạn. Chỉ cần lọc qua lớp ánh trăng là nguyên sơ như từ thuở hồng hoang hiện về, xóa nhòa thời gian, không gian. Trăng thực sự là thứ đặc biệt ở Tây Nguyên mà tôi chưa từng gặp được ở đâu. Trong một đêm trăng như thế, lang thang trên triền sông Serepok, tưởng tượng thời Archimedes làm cuộc thám hiểm Tây Nguyên, đất trời cũng chỉ mênh mang, hoang hoải đến thế mà thôi. Lãng mạn hơn nữa là đặt được bước chân vào rừng Gióc Đôn, nghe tiếng chim đêm đập cánh sao xác, vô tình trông thấy mẹ con đàn lợn rừng hay một chú nai đi lẻ hoảng hốt quay đầu phóng ngang sườn đồi. Và còn nhiều điều khác nữa cất giấu trong lòng Tây Nguyên mà chỉ khi đến tận nơi ta mới có thể cảm nhận được. Thậm chí, chỉ gió và những chảng cỏ đuôi chồn bạt ngàn cũng có thể thổi mãi trong lòng người, bởi thứ tự nhiên như gió khi thổi ở nơi này cũng mang phong vị khác. Vì vậy, tôi luôn nhủ bạn bè, nếu muốn biết Tây Nguyên thật sự, hãy đến giữa những ngày khắc nghiệt nhất. Nếu tới Buôn Đôn, đừng chỉ mua thuốc Amacong mang về. Thank you.
Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về bên dòng suối mơ. Nhẹ phương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi. Anh đã xa xôi, tôi vẫn chờ đợi riêng một góc trời. Người yêu dấu, người yêu dấu ơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, ngày còn đâu. Một mai anh nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ anh về lối xưa. Hạ còn nắng ấm suối mơ. Nhẹ phương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây
Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Riêng một góc trời, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có nhiều niềm vui và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.